U là trời kìa, các bạn thấy chưa? Thấy cái gì chưa các bạn? Cái hộp quà nó bay lơ lửng kìa các bạn. Đấy, nó tới số với mình rồi. Bây giờ mình sẽ nhử cái hộp quà này nó vô xích trong đây nha. Đấy, nãy giờ mình đứng đây các bạn, tự nhiên nó xuất hiện luôn nha. Nó xuất hiện ngẫu nhiên nha các bạn. Rồi, làm sao để săn được cái hộp quà này bây giờ các bạn? Đấy, rất là hồi hộp các bạn. Hộp quà này là hộp quà tiền sao nha. Rồi, ok nè, hộp quà này thì nó đang xuất hiện ở một cái vị trí rất là khó, cũng rất là cao luôn. Đó chính là trên cái vách núi. Đây, 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 trên cái vách núi này nè. Đó. Và cách ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể lên được cái vách núi này mà không cần mua những cái bếp để các bạn chế tạo ra những cái món ăn nha các bạn. Không cần mua nha. Lụm rồi các bạn ơi. Đấy, được rồi này. Đấy, mình lên được rồi này. Mình cũng đã sắp thành công cái hộp quà này luôn rồi nè mọi người. Rất hay đúng không? Rồi ok nè, mình sẽ mở cái hộp quà này ra. Rồi nè, mở ra. Được 160 tiền sao nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để các bạn lên cái vị trí này các bạn săn hộp quà nha. Đó. Rồi hãy kêu người bạn của các bạn đu lên cái thiên cầu, sau đó các bạn bấm nhấp nhấp ba lần cao như thế này. Đó. Rồi các bạn, rồi sau đó thì cái người bạn ở đó hãy bấm thoát khỏi cái thiên cầu đó thì các bạn sẽ rớt lên trên được cái vách đá nha. Như vậy đó các bạn. Đấy, được rồi đó các bạn. Đấy, thấy không? Các bạn hãy nhờ một người bạn có kinh khí cầu và thực hiện như vậy nha các bạn. Là chúng ta sẽ lên được nha. Đó là chúng ta sẽ lên được cái vị trí đó. Mình còn nhớ là tại cái vị trí này nè các bạn, nó sẽ có một cái góc gọi là cái góc lát gì đó các bạn. Thì khi các bạn đứng tại cái vị trí này nè, các bạn lấy cái kinh khí cầu ra nha. Đó, rồi các bạn di chuyển nè. Đó, thì các bạn sẽ bay được lên luôn. Mà lâu quá rồi mình không nhớ, tới hôm nay mình thực hiện lại á thì nó không có được các bạn. Đó, được cái này các bạn. Đá, các bạn thấy chưa? Đó, chúng ta đã di chuyển cái khinh khí cầu lên trên cái vách đá luôn rồi nè các bạn. Đó, đó là cái hai cái cách mà mình muốn hướng dẫn cũng như là chia sẻ đến tất cả các bạn. Các bạn cuối cùng mình cũng đã thực hiện thành công rồi nè. Đấy, rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau nha. Bye bye.